ngày xưa bà con nên thọt món tẩm thô mà coi món buôn khai chiêng này món buôn khai chiêng thế món này là ngày tẩm chặt viện đạo thống con như khai à thô nữa là ngày mấy ba với cô ba chiêng tam chật thém hay mê với cô ba chua đồng hồ nữa là ngày chẳng hạn đi chọn chiêng cô ba trời cả lâu mà thấy buôn đồng hồ tụt nhẹ này còn thấy buồn nhé này à ra con liên ngày môn nắng mạn bây giờ ngày môn nắng kho đòi giờ đây chập kho với phật tử tham là ngày đã ra này bông ôn á thời gian trong ba đấy nhom nội chung bông ôn á nhom nội sai sập đợt la bông ôn á cả lồng thấy bùa này tại tờ bát kho mà nhom nội chung nó mà thấy như nhom mà chi áo á à ra con ba con trai mà nó cũng